Ở tuổi 41, kiện tướng Dashboard Khánh Thi bất ngờ thông báo mang thai lần 3. Sau khi đăng tải bài viết trên Facebook trong sáng 8 tháng 3, rất nhiều lời chúc mừng được gửi đến gia đình Khánh Thi Phan Hiển. Kiện tướng Dashboard cho biết đây chính là món quà đặc biệt dành tặng ông xã sau 3 tháng tổ chức đám cưới. Vợ chồng cô lên kế hoạch có con trong năm nay vì muốn để Phan Hiển có thể tập trung cho việc luyện tập thi đấu tại SEA Games 32 vào năm sau. Phan Hiển cũng thể hiện niềm vui khi được lên chức lần nữa. Anh chia sẻ, đây là món quà 8 tháng 3 tôi dành tặng cho nàng. Tuy đã có hành trình dài yêu nhau suốt 13 năm, nhưng cả hai vẫn như cặp đôi mới yêu, luôn dành cho nhau những cử chỉ thân mật. Khánh Thi cũng tiết lộ con gái của mình cũng mong có thêm em bé sau khi bố mẹ kết hôn. Trước khi đón nhận tin vui có thêm nhóc tỳ, gia đình Khánh Thi Phan Hiển đã có hai bé. Con trai đầu Pupi năm nay 8 tuổi và bé Anna đã được 5 tuổi. Các con của Khánh Thi được cho tập khiêu vũ và phát triển năng khiếu ngay từ khi còn nhỏ.